Tiếp theo hôm nay ở trong video này Chúng ta sẽ đi giải phương trình sau đây Ở cái phương trình này Thì trước hết là các em phải đặt điều kiện xác định Phương trình này có hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là mẫu thức khác không Tức là x khác không Điều kiện thứ hai là biểu thức ở dưới dấu căn 3x 2 lớn hơn hoặc bằng 0 Ở điều kiện bên dưới thì em giải bất phương trình chúng ta có x lớn hơn bằng 2 phần 3. Như vậy em thấy là với cái điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 2 phần 3 thì đương nhiên là khác không. Cho nên chúng ta ghi chung một điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 2 phần 3. Sau khi mà đặt điều kiện xong, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quy đồng khử mẫu cái phương trình này. Rồi như vậy phương trình này tương đương với 2 Nhân với đóng mở ngoặc x bình phương cộng với 1 bằng x. Nhân với đóng mở ngoặc căn bậc 2 của 3x chữ 2 cộng với 3. Bây giờ chúng ta phá ngoặc ra rồi sau đó ta chuyển vế. Đây em có 2x bình phương trừ đi 3x. Rồi. trừ đi x nhân với căn bậc 2 của 3x chữ 2. Và ở đây là cộng với 2 bằng 0. À sau khi mà phân tích đến đây rồi thì em nhận thấy à đây là căn bậc 2 của 3x 2. Còn ở đây thì em thấy là trừ 3x. Chỗ này là cộng 2. Nếu như em đặt dấu trừ bên ngoài thì bên trong sẽ là 3x cộng 2. Rồi đó chính là điều đặc biệt để chúng ta giải cái phương trình này. Đây là tố trừ ở bên ngoài, bên trong đây 3x 2. Rồi đến đây chúng ta sẽ nghĩ đến việc là đi đặt ẩn phụ. Ta sẽ đi đặt cái căn bậc 2 của 3x 2 bằng t chẳng hạn. Và đương nhiên là t lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì em sẽ thay vào cái phương trình này. Ở đây chúng ta có là 2 x bình phương trừ đi chỗ này là t bình phương này. Trừ đi x nhân với t bằng 0. Đến đây thì cái phương trình này nó có dạng là phương trình đẳng cấp, tức là cái bậc của từng hạng tử này đều là bậc 2 hết. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ chia hai vế của phương trình này cho x bình phương hoặc là t bình phương đều được hết. Ở đây em thấy là x nó khác không thì chúng ta nên chia cho x. Rồi bây giờ ta chia hai vế cho x bình phương thì chỗ này sẽ được là hai này chỗ này là t phần x tất cả bình phương và chỗ này là t phần x rồi đến đây thì em có thể em coi cái t phần x này em coi như là một cái biến ví dụ đặt là y chẳng hạn đi rồi đến đây thì y cũng đương nhiên là lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì em thay vào. Em sẽ có một phương trình bằng 2 như thế này. 2 trừ đi y bình phương trừ đi y bằng 0. Chúng ta đổi dấu đi. Y bình cộng y trừ đi 2 bằng 0. Phương trình này có dạng là A cộng B cộng C bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có được hai giá trị của y. Thứ nhất là y bằng 1. Thứ hai là y bằng âm 2. Thì giá trị thì bị loại đi bởi vì điều kiện chúng ta phía trên là y lớn bằng 0. Với y bằng 1 thì em sẽ có t phần x bằng 1. Bây giờ em thay t vào. T chúng ta đặt là căn bậc 2 của 3x 2. Rồi bây giờ em quy đồng khử mẫu hay nó khác là nhân chéo đấy ta có căn bằng 2 của 3x 2 bằng x. Cái phương trình này sẽ tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 0 và bình phương hai vế lên. Thì ở đây ta có cái điều kiện này rồi thì không cần phải đặt điều kiện x lớn bằng không nữa, nó thừa đi. Vậy chúng ta chỉ bình phương hai vế lên thôi, chúng ta có 3x 2 bằng x bình phương. Em chuyển vế ta có x bình Trừ 3x cộng 2 bằng 0 Cái phương trình này lại có dạng là A cộng B cộng C bằng 0 Như vậy phương trình có hai nghiệm Nghiệm thứ nhất là bằng 1 Nghiệm thứ hai là bằng C chân A bằng 2 Cả hai nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện Rồi như vậy ta kết luận Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt X1 bằng 1 và X2 bằng 2 Đối với cái phương trình này thì ngoài cái cách mà chúng ta vừa trình bày ra Thì còn có một cách khác Đó là em có thể em sử dụng máy tính Để em tìm nghiệm của cái phương trình này Phương trình sau này Sau đó căn cứ vào nghiệm đó để chúng ta giải phương trình các bước tiếp theo à, Bây giờ em theo dõi này Chúng ta sẽ đi nhập cái vế trái của cái phương trình sao này vào trong máy tính ta nhập 2x bình phương trừ đi 3x trừ đi x nhân với căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng với 2 Rồi như vậy là lúc này chúng ta thấy là máy tính đã tìm ra một nghiệm nguyên đó là x bằng 2. Rồi bây giờ chúng ta đã biết là sau khi sử dụng máy tính hỗ trợ chúng ta có x bằng 2 là nghiệm của phương trình. Bây giờ thầy xóa cái đoạn này đi để trình bày tiếp này. Như vậy thì đến đây chúng ta phải biến đổi làm sao để cho nó xuất hiện được cái nhân từ chung đó là x trừ 2. Vậy thì em sẽ thay x bằng 2 vào đây, em tính. Chúng ta có căn bậc 2 của 3 nhân 2 là 6 2 là 4, căn 4 là 2. Như vậy cái chỗ này chúng ta sẽ phân tích thành căn bậc 2 của 3x 2. Rồi đây là trừ 12. Thì cái chỗ này em để ý này, nếu em nhân dấu ngoặc ra, chỗ này xuất hiện là cộng 2x thì để cho phép tính không thay đổi em phải trừ hết bên ngoài này. Đây em rút gọn đi 2x bình phương trừ đi Ở đây là 3x Đây là 2x này Như vậy trừ 5x Cộng với 2 Rồi cái đoạn này chúng ta chép, lại, chép lại nhé Đến đây em sẽ đi em nhân lên hợp cái chỗ này Thế còn cái đa thức này Cái đa thức này này Thì Chúng ta sẽ đi phân tích cho nó thành nhân tử. Em cứ coi cái chỗ này là phương trình bậc 2 đi, chúng ta làm ra nháp một chút. Em lấy em giải phương trình này 2x bình phương trừ đi 5x cộng với 2 bằng 0. Thì em tính delta ra em giải em có nghiệm thứ nhất là bằng 2. Nghiệm thứ hai là bằng 1/2. Như vậy thì cái vế trái của đa thức đấy chúng ta phân tích thành hệ số a là này, 2 này, nhân với x 2 nhân với x đi 1 phần 2 rồi đây này số 2 em nhân vào cho dấu ngoặc thứ hai này để cho nó mất cái phân số đi như vậy đây là x trừ 2 cái này 2 x đi 1 bằng 0 rồi đến đây này em ghi vào bài làm tiếp theo nhé chỗ này chúng ta ghi là x trừ 2 nhân với đóng bằng ngoặc 2x 1 còn ở đây em nhân liên hợp. x nhân với cái chỗ này thầy uh, giải thích ra nháp chúng ta đỡ phải biết nhiều. Nhân liên hợp thì em thấy là uh, căn bậc 2 của 3x 2. Như thế này, nhân với liên hợp của nó, tức là căn bậc 2 của 3x 2 cho này là cộng 2. Vậy cái này sẽ bằng uh, đây là hằng đẳng thức a b nhân a cộng -B, b đấy. a bình phương, Tức là mất dấu căn này đi. trừ đi b bình phương. Đây là chữ 4 này. Như vậy ta được 3x 6, nhóm 3 ra ngoài, bên trong x 2. Rồi, bây giờ em ghi vào đây. Như vậy chỗ này ta được là 3 này, nhân với x trừ 2. Còn là mẫu ở chỗ này. Đó là căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng với 2. như này thầy ghi hơi lệch một chút cái ra chúng ta ghi cái này nó dịch xuống dưới một chút. Cho cái dấu trừ đứng ở giữa này. Rồi, lỡ ghi vậy thôi nhé, các em có thể tự sửa trong vở các em. Rồi, đến đây thì có nhân tử chung, đó là x 2 nhóm ra bên ngoài. Bên trong chỗ này còn 2x 1 này. Trừ đi 3x phần căn bậc 2 của 3x 2 cộng 12 đóng bằng ngoặc bằng 0. Rồi đến đây chúng ta thu được phương trình tích thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 đó là x đi 2 bằng 0. Em có x bằng 2 thỏa mãn điều kiện. Đây là một nghiệm của phương trình. Còn trường hợp thứ hai là cái dấu ngoặc này bằng 0. À, cái dấu ngoặc này bằng 0 thì em nhân chéo lên, nhân chéo lên thì em có là 2x 1 nhân với căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng với 2 như thế này trừ đi 3x bằng 0 Bây giờ cái phương trình này chúng ta có thể thấy là phương trình có nghiệm x bằng 1 em có thể sử dụng máy tính để em tìm nghiệm như vậy em sẽ tìm được ra nghiệm x bằng 1 Điều đó chứng tỏ là chúng ta sẽ làm cho nó xuất hiện nhân tử chung đó là x 1 như vậy thì với x bằng 1 em thay vào đây Chúng ta có căn bằng 2 của 3 x 1 là 3 Trừ đi 2 là 1 Như vậy căn bằng 2 của 1 là 1 Có nghĩa là cái chỗ này chúng ta phân tích Thành Căn bằng 2 của 3 x trừ 2 Cái này phải trừ cho 1 Rồi ở đây là Cộng 2 này Cái này trừ 1 cho này là cộng 3 Rồi bây giờ em nhân nó ra 2x chữ 1 Em coi cả cái này là một đại lượng nhé Nhân với căn bậc 2 của 3x chữ 2 chữ 1 Rồi nhân với cái số 3 Như vậy cộng với này 2x chữ 1 nhân với 3 Trừ đi 3x bên ngoài bằng 0 Cái đoạn này thì em sẽ nhân lại hợp Cho này nhân lại hợp nhé nhân liên hợp thì thầy giải thích chỗ này là nháp này sau khi nhân liên hợp xong thì cái này sẽ là căn bậc 2 của 3x trừ đi 2 tất cả bình phương và trừ đi 1 bình phương như vậy là 3x trừ đi 3 em nhóm nhân tử chung có 3 ra ngoài bên trong x trừ 1 à, vậy chỗ này em ghi là 3 nhân đóng ngoặc x trừ 1 còn dưới mẫu của nó là liên hợp đó là căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng với 1 rồi cái đoạn phía sau thì em rút gọn đi Nhân dấu ngoặc ra cái này là 6x này trừ 3x Như vậy còn 3x trừ 3 Xong lại nhóm nhân tử chung số 3 ra ngoài Trong x 1 bằng 0 Rồi đến đây thì tiếp tục em thấy là có nhân tử chung là x 1 Nhóm ra bên ngoài Bên trong chỗ này là 3 Nhân với Đóng bằng ngoặc 2x trừ đi 1 Phần căn bậc 2 của 3x trừ đi 2 cộng với 1 và cộng với 3. Đánh ngược vuông vào thì bằng 0. Đến đây thì em thấy là căn cứ vào cái điều kiện của phương trình là x lớn hơn hoặc bằng 2 phần 3 thì toàn bộ cái biểu thức ở trong ngoặc vuông này lớn hơn 0. Ta thấy với x lớn hơn bằng 2 phần 3 thì toàn bộ cái biểu thức trong ngọc vuông này Nó là 3 nhân 2x 1 này chúng ta ghi lại toàn bộ này lớn không rồi như vậy từ cái phương trình này đặt tên là phương trình 2 sao đi vậy từ 2 sao chúng ta chỉ có một trường hợp thôi đó là x 1 bằng 0 và chúng ta có x bằng 1 thỏa mãn điều kiện Rồi như vậy chúng ta kết luận. Vậy phương trình có tập nghiệm là tập hợp có hai phần tử là 1 và 2. Rồi như vậy là bài này thầy giới thiệu cho các em tham khảo hai cách giải. Thì em thấy là cái cách thứ nhất nó ngắn gọn hơn. Còn cách thứ hai đây là cách truyền thống đó là chúng ta sử dụng máy tính để tìm nghiệm sau đó nhân lên hợp để cho nó xuất hiện cái nhân tử chung đó thì cách này hơi cồng cành phức tạp mất nhiều thời gian hơn rồi như vậy là chúng ta kết thúc bài tập này tại đây hẹn gặp lại các em ở các video bài học tiếp theo